Bữa trước Hòa về nhà mẹ để chơi, trà cho mẹ mấy cái nồi, cái bồn rửa chén, rồi mấy cái đôi dép sạch quá nên là mẹ Hòa thích với lại khen quá trời luôn á. Bữa nay thừa thắng xông lên, ở trong nhà còn cái gì dơ là Hoa mang ra vệ sinh cho bằng hết. Mọi người còn nhớ cái em bồ tẩy vạn năng của nhà Aila này không? Đợt trước Hoa mua cái combo mua 1 được 4 dùng thích quá nên là đợt này Hoa mua hẳn cái combo 2 được 6 dùng cho nó đã nè. Vì em này là bồ tẩy vạn năng nên là mọi người có thể dùng em nó để làm sạch các cái dụng cụ nhà bếp, thông tắc bồn rửa chén và làm sạch các cái bề mặt như là vòi nước, gương, sofa, thậm chí là tẩy quần áo hay là giày dép cũng được luôn. Cách sử dụng của em này thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần pha cái bồ tẩy vạn năng này với nước sôi. Tỷ lệ cụ thể thì mọi người nhớ đọc kỹ cái hướng dẫn ở trên bao bì của sản phẩm, vì mỗi cái bề mặt chất bẩn thì mình sẽ cần pha với cái tỷ lệ bột khác nhau nè. Lúc trước khi mà chưa biết đến cái bồ tẩy vạn năng này thì mỗi khi mà vệ sinh cái lưới lọc của máy hút mùi thì Hoa phải tốn khá là nhiều thời gian để chùi rửa. Còn bây giờ thì Hoa chỉ cần ngâm cái lưới lọc này vào cái hỗn hợp nước và bồ tẩy vạn năng thôi là em nó đã tự động được làm sạch hầu như là gần hết các cái vết dầu mỡ luôn á. Một sản phẩm có thể thay thế được cho rất là nhiều các cái sản phẩm tẩy rửa khác nhau nên là cực kỳ tiết kiệm mà vẫn giữ được các cái tiêu chí sạch và lành. Sản phẩm này sử dụng công nghệ oxygen hòa tính kết hợp với enzyme sinh học theo tiêu chuẩn châu Âu, cùng cam kết 30 không hóa chất độc hại, không hại da tay và không bay màu vải nên là các chị em nội trợ cứ yên tâm nha. Mấy cái quần áo sáng màu mặc lâu ngày bị dơ cái phần cổ hoặc là cái phần nách bị ố vàng do sử dụng lăn khử mùi, quần áo trắng hoặc là quần áo sáng màu bị dính đồ ăn, hoặc là quần áo của các bạn nhỏ đi học bị bám đầy mồ hôi bụi bẩn mà giặt không ra thì mọi người cũng có thể dùng em này để tẩy được luôn. Tuy nhiên thì em nó cũng chỉ giúp cải thiện phần nào thôi chứ không thể nào mà biến cũ thành mới được đâu nha mọi người. Các chị em nội trợ cũng nhanh tay ring ngay một combo về để giải phóng sức lao động và có thêm nhiều thời gian cho bản thân cũng như là gia đình của mình nha.